Sau sự cố đổ phế thải đầu nguồn nước mặt sông Đà, thành phố Hà Nội đã khai mạc tiến hành xúc xả hệ thống đường ống, bể chứa do công ty Jiweco quản lý và hệ thống bể chứa nước sạch cho một số khu bình thường cư trên địa bàn. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Chiều 18 tháng 10, cán bộ công nhân Jiweco phối hợp cùng cư dân một tòa nhà bình thường cư thuộc khu thành phố Trung Hòa Nhân Chính triển khai thao dọn toàn bộ nước trong hai bể ngầm và bể máy của tòa nhà. Đây là một trong những tòa sử dụng nguồn nước do công ty nước sạch sông Đà cung cấp. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Công ty Jiweco đã cắt cử khoảng hơn 30 nhân công thay phiên nhau thực hiện công tác thao dọn bể cho các tòa bình thường cư cũng như xúc xả hệ thống đường ống, bể chứa do công ty quản lý. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Ông Tạ Hùng, một cư dân tòa nhà khi phối hợp cùng đội công nhân đã phát hiện không khí dưới bể ngầm có mùi khét rất khó chịu, còn nước thì đen kịt. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Ông Hùng còn cho hay, cách đây khoảng 6 tháng, cư dân tòa nhà lau rửa bể một lần nhưng không hề có hiện tượng này. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Do nước trong bể đang không đảm bảo, nên công ty buộc phải dùng máy bơm để hút hết nước trong bể ra, sau đó thế hệ tiến hành thao rửa bể. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Toàn bộ hơn 200 mét khối nước cũ ở bể sẽ được máy bơm công suất lớn hút hết ra ngoài. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Việc cọ rửa bể tốn khá nhiều thời gian do một số chỗ đọng nước không thể hút bằng máy bơm và phải múc bằng xô sau đó đổ ra ngoài. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Nhiều cư dân tại đây tỏ ra bức xúc, không thể tin được nước cấp cho người dân sinh hoạt lại có chất lượng kém như thế này. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Phúc, trưởng ban quản trị tòa nhà cho biết trước mắt sẽ tiến hành thao rửa bể, làm lại hệ thống chống thấm, thậm chí đưa hóa chất tẩy rửa xuống để làm thật sạch bể ngầm rồi thế hệ tiếp tục đưa nước sạch vào để sử dụng. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Anh Dũng, nhân viên công ty Jiweco cho biết từ vài ngày nay công việc chính của anh là đi thao rửa bể nước sinh hoạt cho hàng loạt tòa bình thường cư trong khu vực quận Cầu Giấy. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Việc thao rửa bể sẽ giúp đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho người dân. Ảnh, phóng viên Việt Nam.